Giảm cân nhanh chóng tại nhà chỉ sau 1 tuần. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Sức Khỏe TV. Quý vị thân mến, giảm béo được coi như một ngành công nghiệp với rất nhiều lời khuyên làm những điều điên rồ mà hầu hết chẳng mấy khi có căn cứ khoa học. Tuy nhiên, nhiều năm qua, các nhà khoa học đã tìm kiếm và chứng minh được một số cách giảm cân nhanh chóng trong vòng 7 ngày thực sự có hiệu quả. Dưới đây là 26 cách giảm cân đã được khoa học chứng minh. 1. Uống nước, nhất là trước bữa ăn, giúp dễ giảm cân. Lời khuyên uống nước để giảm cân là có cơ sở, bởi nước sẽ làm tăng hoạt động trao đổi chất tới 24-30% trong khoảng thời gian từ 1-1,5 tiếng, từ đó giúp chúng ta đốt cháy thêm nhiều calo. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, uống nửa lít nước khoảng 30 phút trước khi ăn sẽ khiến chúng ta ăn ít đi và tăng khả năng giảm cân lên 44%. 2. Ăn sáng bằng trứng cũng có thể giảm cân. Nhiều nghiên cứu cho thấy khi ăn trứng thay cho bữa sáng với tinh bột là chủ đạo, chúng ta sẽ hấp thụ ít calo hơn trong vòng 36 tiếng tiếp theo, cũng như giảm bớt cân và tiêu mỡ. Bạn có thể thay trứng bằng bất cứ loại protein nào có cùng phẩm chất, hiệu quả đạt tương tự. 3. Uống cà phê, nhất là cà phê đen. Cà phê chứa nhiều chất chống oxy hóa và có lợi cho sức khỏe. Chất caffeine trong cà phê có thể tăng hoạt động trao đổi chất từ 3-11% và tăng tốc độ đốt cháy mỡ thừa từ 10-29%. Điều duy nhất bạn cần ghi nhớ là hãy chọn cà phê chất lượng, không pha tạp chất, và đừng bỏ thêm quá nhiều đường hay thứ gì nhiều calo vào cốc cà phê của mình, bởi chúng sẽ làm mất đi công dụng giảm cân của cà phê. 4. Uống trà xanh là cách giảm cân nhanh, hiệu quả. Giống cà phê, trà xanh cũng có tác dụng giảm cân nhanh. Mặc dù chỉ chứa lượng nhỏ caffeine, nhưng trà xanh lại chứa chất chống oxy hóa rất tốt có tên là catechin, hoạt động phối hợp với caffeine làm tăng cường quá trình đốt cháy mỡ thừa. 5. Dùng dầu dừa nấu ăn. Dầu dừa rất tốt cho sức khỏe bởi nó chứa hàm lượng cao một loại chất béo đặc biệt gọi là axit béo chuỗi trung bình. Loại chất béo này giúp tăng cường trao đổi chất thêm 120 calo mỗi ngày, cũng như giảm cảm giác thèm ăn, giúp tổng lượng calo mà chúng ta hấp thụ vào cơ thể mỗi ngày giảm tới 256 đơn vị. Lưu ý là khả năng giảm béo của dầu dừa chỉ phát huy khi chúng ta dùng nó thay cho dầu mỡ thông thường để nấu ăn, thay vì chỉ dưới dầu dừa lên đồ ăn đã nấu. 6. Bổ sung thêm glucomannan. Glucomannan là một loại chất xơ hòa tan, có tác dụng giúp giảm cân và được nhiều nghiên cứu gần đây nhắc tới. Glucomannan sẽ hấp thụ nước và lưu lại trong ruột một thời gian, khiến chúng ta có cảm giác no lâu, từ đó ăn ít đi. Một số nghiên cứu cho thấy những người bổ sung glucomannan vào thực đơn giảm nhiều cân hơn so với những người không dùng. 7. Ăn ít đường cũng là cách giảm cân nhanh tại nhà. Đường là loại thực phẩm mà các thực đơn kiêng ăn hiện đại tránh xa. Người hay ăn đường hay xì dầu ngô có độ ngọt cao, dễ có nguy cơ bị béo phì, bệnh tiểu đường type 2, bệnh tim và nhiều loại bệnh khác. Nếu muốn giảm cân, hãy cắt giảm lượng đường bạn tiêu thụ và hãy chắc chắn là bạn đọc kỹ bao bì, bởi nhiều sản phẩm tự xưng là giảm cân nhanh cũng chứa rất nhiều đường. 8. Giảm lượng carbohydrate tinh chế. Những sản phẩm carbohydrate tinh chế thường chứa nhiều đường hoặc các loại ngũ cốc đã được sát đi phần chứa nhiều chất xơ và dưỡng chất nhất như bánh mì trắng. Carbohydrate tinh chế làm lượng đường trong máu tăng cao, dẫn tới cảm giác thèm ăn và làm tăng lượng thức ăn chúng ta nạp vào cơ thể, từ đó dễ gây béo phì. 9. Ăn kiêng theo chế độ low carb là cách giảm cân nhanh khá hiệu quả. Nếu bạn muốn giảm cân theo cách hạn chế carbohydrate, hãy cân nhắc chế độ ăn kiêng low carb. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng cách ăn kiêng này giúp giảm cân nhanh gấp 2-3 lần so với chế độ ăn kiêng ít mỡ thông thường mà vẫn đảm bảo cho sức khỏe cho bạn. 10. Dùng bát đĩa ăn nhỏ hơn. Nghe có vẻ hơi kỳ quặc, nhưng một số nghiên cứu đã cho thấy việc dùng bát đĩa ăn có kích thước nhỏ
có thể giúp người ăn tự động giảm lượng calo nạp vào cơ thể. 11. Kiểm soát khẩu phần và lượng calo. Kiểm soát khẩu phần ăn hay kiểm soát lượng calo từ thực phẩm là một cách giảm cân nhanh hữu hiệu. Việc ghi nhận lại nhật ký những gì bạn ăn hay chụp ảnh các bữa ăn của mình có thể giúp bạn giảm cân, bởi hành động này giúp bạn tăng cường nhận thức và những thứ bạn đưa vào miệng. 12. Để sẵn đồ ăn lành mạnh ở quanh mình. Giữ những món ăn có lợi cho sức khỏe ở khoảng cách gần sẽ làm giảm khả năng bạn ăn những thứ không có lợi khi thấy đói bụng. Những món ăn nhẹ, đơn giản bạn có thể chuẩn bị bao gồm như hoa quả tươi, các loại hạt, cà rốt bao tử, sữa chua hay 1 đến 2 quả trứng luộc. 13. Đánh răng sau bữa tối. Việc đánh răng và dùng chỉ nha khoa ngay sau khi ăn tối sẽ khiến bạn cảm thấy ít muốn ăn thêm một chút đồ ăn nhẹ vào lúc tối muộn. 14. Ăn thức ăn cay. Những món ăn cay có chứa capsaicin, một hợp chất có khả năng tăng cường trao đổi chất và giảm cảm giác thèm ăn. 15. Tập aerobic cũng là cách giảm cân nhanh hiện nay. Những bài tập aerobic là cách đốt cháy calo, tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần tuyệt vời, cũng như đặc biệt hữu hiệu nếu bạn muốn giảm mỡ bụng. 16. Tập tạ cũng đốt calo, giúp giảm cân nhanh hiệu quả. Một trong những mặt trái của việc ăn kiêng là làm giảm cơ bắp và làm chậm quá trình trao đổi chất, dẫn đến cảm giác thèm ăn. Cách tốt nhất để chống lại điều này là thực hiện những bài tập tăng sức đề kháng. Như nâng tạ, nghiên cứu cho thấy tập tạ giúp hoạt động trao đổi chất trong cơ thể luôn diễn ra ở mức cao, cũng như có lợi cho việc duy trì cơ bắp. 17. Ăn nhiều chất xơ hơn. Đây là một trong những lời khuyên trong cách giảm cân nhanh và hiệu quả được nhiều người phổ biến nhất. Các loại chất xơ từ rau quả, đặc biệt là những loại rau có nhiều nhớt, làm tăng cảm giác no và giúp bạn kiểm soát cân nặng trong thời gian dài. 18. Ăn nhiều rau và trái cây cũng giúp giảm cân. Rau và hoa quả chứa ít calo nhưng lại chứa rất nhiều chất xơ. Chúng cũng chứa nhiều nước, tức là chứa ít năng lượng và tạo cảm giác no nhiều hơn. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người ăn nhiều rau và hoa quả ít bị tăng cân hơn. 19. Nhai kỹ giúp bạn ăn ít hơn. Não bộ phải mất một lúc lâu mới nhận ra rằng bạn đã ăn đủ hay chưa. Việc nhai kỹ và chậm rãi sẽ giúp bạn ăn ít hơn và tăng sản sinh các hormone có lợi cho việc giảm cân. 20. Cách giảm cân nhanh với việc ngủ điều độ. Giấc ngủ với việc giảm cân nhanh cũng quan trọng không kém gì ăn uống lành mạnh hay tập thể dục. Việc ngủ không đủ giấc là một trong những yếu tố nguy cơ gây bệnh béo phì cao nhất, với tỷ lệ 89% ở trẻ em và 55% ở người lớn. 21. Kiểm soát cơn nghiện thức ăn của bạn. Một nghiên cứu năm 2014 cho thấy có 19,9% trong số 196.211 người được nghiên cứu đạt các tiêu chí của một người nghiện thức ăn. Nếu bạn luôn muốn thèm ăn và không kiểm soát được cơn thèm thuồng của mình, rất có thể bạn cũng nằm trong con số này. Nếu đây là trường hợp của bạn, hãy tìm sự giúp đỡ, bởi mọi nỗ lực giảm cân đều sẽ thất bại nếu bạn không giải quyết được vấn đề này. 22. Ăn nhiều chất đạm hơn. Protein là dưỡng chất quan trọng nhất, cần quan tâm khi thực hiện cách giảm cân nhanh này. Một thực đơn ăn kiêng giàu protein sẽ làm tăng hoạt động trao đổi chất thêm 80-100 calo mỗi ngày, cũng như chúng ta giảm lượng calo nạp vào cơ thể tới 441 đơn vị mỗi ngày. Một nghiên cứu cho biết protein chiếm 25% lượng calo sẽ làm giảm tới 60% suy nghĩ về đồ ăn và cắt giảm một nửa nhu cầu ăn nhẹ vào tối muộn. Tăng lượng protein vào khẩu phần ăn kiêng là một trong những cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để giảm cân nhanh. 23. Bổ sung đạm whey. Nếu bạn thấy khó khăn với việc tăng lượng protein trong thực đơn ăn kiêng, hãy bổ sung đạm whey. Các nhà nghiên cứu cho biết đạm whey vừa giúp giảm cân, lại vừa giúp cơ thể phát triển chắc khỏe hơn. 24. Không dùng đồ uống chứa nhiều calo như soda hay nước hoa quả đóng hộp. Đường không tốt cho cân nặng của bạn, và đường trong đồ uống còn tệ hơn.
Những món chứa nhiều đường làm tăng 60% nguy cơ béo phì ở trẻ em nếu tiêu thụ mỗi ngày. Nước hoa quả đóng hộp cũng không tốt là bao, bởi chúng cũng chứa lượng đường tương đương như trong một lon Coca. 25. Ăn đồ ăn thật. Nếu muốn có thân hình đẹp và sức khỏe tốt, bạn hãy ăn đồ ăn thật, tức là những thứ ít bị chế biến trước khi đưa ra tiêu thụ. Những loại thực phẩm này mang lại cảm giác no tự nhiên và rất khó làm bạn tăng cân nếu xây dựng một thực đơn ăn uống dựa trên chúng. Các cách giảm cân nhanh này tuy đơn giản nhưng làm được đòi hỏi bạn phải quyết tâm cao đấy. 26. Đừng ăn kiêng, hãy ăn lành mạnh. Đó là 26 cách giảm cân nhanh và hiệu quả. Nếu thấy video ý nghĩa, rất mong quý vị và các bạn hãy like và chia sẻ kênh, giúp cho kênh có động lực phát triển. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.